chỉ cường độ rất mạnh sau khi đã đi vào đảo Hải Nam Trung Quốc. Trước tính chất nguy hiểm của cơn bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã cung cấp nhận định tiếp theo của cơn bão. Theo ông Khiêm, dự báo cơn bão có thể gây ra gió giật rất, rất mạnh, đặc biệt ở khu vực biển Vịnh Bắc Bộ như huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô. Ông Khiêm nói, theo dự báo, các huyện đảo sẽ hứng chịu gió đến cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Đây là cấp gió rất mạnh và có thể phá hủy các công trình không kiên cố, nên người dân cần lưu ý. Dự báo dạng sáng mai ngày 7 tháng 9, cơn bão sẽ bắt đầu tiến vào đất liền ven biển. Khu vực được dự báo sẽ hứng chịu cơn bão đầu tiên là Móng Cái, Quảng Ninh, sau đó là các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa và các khu vực đất liền. Theo giám đốc cơ quan khí tượng, thời điểm sức gió mạnh nhất dự báo từ giữa sáng đến chiều tối ngày mai, ngày 7 tháng 9. Từ đêm nay ngày 6 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng. Lượng mưa sẽ tăng mạnh vào ngày mai với lượng mưa từ 150 tới 350 mm, một số nơi có thể lên đến 500 mm. Khu vực Đông Bắc Bộ, lượng mưa sẽ tập trung nhiều nhất từ đêm nay đến hết ngày mai, ngày 7 tháng 9. Với khu vực Tây Bắc Bộ, mưa sẽ bắt đầu từ ngày mai đến ngày 9 tháng 9. Ông Khiêm khuyến cáo, điều lưu ý cần nhấn mạnh là hiện tượng mưa rông do bão số 3 có hoàn lưu rất rộng, nên trước khi tiến vào, bão có thể tác động hình thành mây đối lưu gây ra rông. Trong mưa rông có thể xảy ra gió giật mạnh, thậm chí ngang với gió trong bão. Chính vì vậy, người dân nên cố gắng hạn chế không ra đường trong thời điểm này, hoặc nếu đang ở ngoài đường thì hãy tìm nơi tránh trú kiên cố. Đối với tác động của bão số 3 đến khu vực Hà Nội, ông Khiêm cho hay dự báo Hà Nội sẽ chịu tác động của gió cấp 7 giật cấp 8. Ông Khiêm nhận định tác động chính đến Hà Nội lần này là hiện tượng mưa rông lốc trước bão. Dự báo lượng mưa sẽ từ 150mm đến 350mm. Mưa sẽ thường tập trung trong giai đoạn ngắn, nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng đô thị. Tuy nhiên, tác động của bão đến Hà Nội sẽ không mạnh như ở khu vực ven biển từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình. Theo bản tin mới nhất, hồi 19 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 bão Yagi ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 360 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 đến 183 km h giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 tới 20 km h như vậy, sau khi đổ bộ Hải Nam, bão số 3 đã giảm một cấp, hiện ở cấp 15, không còn là siêu bão, dù bão vẫn rất mạnh, cấp 15 giật trên cấp 17. Dự báo đến 7 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc, 108,4 độ kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 150 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 cấp 14 giật cấp 17 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 tới 20 km/h. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,3 độ vĩ Bắc, 106,4 độ kinh Đông trên đất liền các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 tới 20 km/h và đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ trên biển vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc biển đông đêm ngày 6 tháng 9 có gió mạnh cấp 8 tới cấp 10 vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 11 đến cấp 13 giật cấp 16 biển động dữ dội ngày 7 tháng 9 gió giảm dần vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm huyện đảo bạch long vĩ cô tô gió mạnh dần lên cấp 8 cấp 9 sau tăng lên cấp 10 cấp 11 vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14 giật cấp 17 biển động dữ dội trên đất liền, từ nửa đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Sóng biển, Vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4 tới 6 m, vùng gần tâm bão 6 tới 8 m, ngày 7 tháng 9 độ cao sóng giảm dần. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ Tô, sóng cao 3 tới 5 m, vùng gần tâm bão đi qua 6 tới 8 m. Từ nửa đêm ngày 6 tháng 9 đến gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2 tới 3 m, sau tăng lên 2 tới 4 m, vùng gần tâm bão 3 tới 5 m. Nước dâng hoặc rút do bão. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5m ở Thanh Hóa đến 2m ở Quảng Ninh vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9 và nước rút do bão khoảng 0,5m ở Thanh Hóa đến 1m ở Quảng Ninh xuất hiện vào sáng ngày 7 tháng 9. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê cài biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và nước dâng hoặc rút do bão các khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn mưa lớn từ đêm nay đến sáng ngày 9 tháng 9 ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 tới 350 mm có nơi trên 500mm, mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm ngày 7 tháng 9. Phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7 tháng 9 đến đêm ngày 8 tháng 9, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dông lốc xoáy Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ngày 6 tháng 9, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông, tố, lốc và gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa tin, siêu bão Jagi đã đổ bộ vào thành phố Văn Dương, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc lúc 16 giờ 20 ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương. Tân Hoa xã cũng thông báo, cơn bão với sức gió lên tới hơn 234 km/h đã đổ bộ vào bờ biển thị trấn Ông Điền ở thành phố Văn Dương lúc 16 giờ 20. Siêu bão Jagi buộc Trung Quốc phải đóng cửa trường học, doanh nghiệp và các tuyến giao thông ở Hồng Kông, Ma Cao. Hải Nam và Quảng Đông. Yagi được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới trong năm 2024 sau cơn bão cấp 5 Berin ở Đại Tây Dương. Nó cũng là cơn bão nghiêm trọng nhất ở lưu vực Thái Bình Dương trong năm nay. Trước đó, Yagi đã càn quét Philippines. Tại Philippines, cơn bão đã gây ra lượng mưa khoảng 254mm trong tuần, khiến ít nhất 16 người chết, buộc di rời hàng chục ngàn người và làm hư hại hàng trăm ngôi nhà. Dự kiến cơn bão này sẽ di chuyển về phía các khu vực khác thuộc tỉnh Hải Nam và Quảng Đông trước khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm 5 tháng 9 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở cả hai tỉnh nước này lên mức cao thứ ba. Bộ này cho biết sẽ nỗ lực theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, hướng dẫn chính quyền địa phương công tác phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân tại tỉnh quảng đông những hoạt động ngoài trời phải tạm ngưng trong khi trường học đóng cửa và các chuyến bay bị hủy sân bay quốc tế bạch vân quảng châu tại thủ phủ tỉnh quảng đông đã hủy tất cả các chuyến bay đến tỉnh hải nam và thành phố trạm giang ở quảng đông trong khi đó sân bay quốc tế vũ xuyên trạm giang quảng đông đã dừng tất cả các chuyến bay đến và đi Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 2.600 công trường xây dựng tại tỉnh này đã tạm dừng thi công, khoảng 74.000 người đã được sơ tán. Toàn bộ 8.990 trường học, nhà trẻ và cơ sở giáo dục trong tỉnh tạm thời đóng cửa và 84.873 tàu đánh cá đã tìm nơi trú ẩn trong biến cảng. Ngày 6 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn hòa tốc gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các thường trực thuộc Sở về chủ động ứng phó với cơn bão số 3 bão cho kỳ trên địa bàn thành phố. Theo đó, học sinh toàn thành phố nghỉ học, bao gồm học chính khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa từ ngày 7 tháng 9 đến khi bão tan để phòng tránh bão và đảm bảo an toàn cho học sinh sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phương án báo cáo các đơn vị có thẩm quyền bảo đảm an toàn cho cán bộ giáo viên nhân viên học sinh và công trình trường học di rời tài sản máy móc thiết bị bàn ghế hồ sơ tài liệu sách vở đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại hỏng hóc mất mát hạn chế tối đa thiệt hại do bão nhất là tại các cơ sở giáo dục có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu sạt lở đất tăng cường phối hợp với gia đình học sinh để quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các chuyên gia khí tượng, sáng ngày 6 tháng 9, siêu bão số 3 cách đảo Hải Nam còn hơn 100 km, vẫn mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Cường độ bão không suy giảm so với ngày hôm qua, mắt bão vẫn rõ ràng. Tuy nhiên, bão đang di chuyển nhanh hơn hôm qua với tốc độ 20 km h Các trung tâm dự báo thời tiết của Việt Nam và quốc tế đều cùng chung nhận định Tối đến đêm này, bão sẽ tiến vào vịnh Bắc Bộ và do ma sát với địa hình ở khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc nên giảm xuống cấp 13, cấp 14, giật cấp 17. Hầu như không cơ quan dự báo nào nhận định bão sẽ đi vào đất liền Trung Quốc. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam từ khoảng chiều ngày 7 tháng 9 tại khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình với cường độ khoảng cấp 12, cấp 13, giật cấp 14. Do hoàn lưu bão rất rộng nên hầu hết các tỉnh ven biển Bắc Bộ sẽ hứng chịu mưa lớn và gió mạnh từ đêm nay. Sau đó, các tỉnh Đông Bắc Bộ bao gồm Hà Nội sẽ xuất hiện mưa rông gió giật mạnh, từ chiều tối mai sẽ gia tăng về cường độ. Vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 9, tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An, xuất hiện những đám mây cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời, báo hiệu cơn bão Kỳ đang bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền. Chiều ngày 5 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có công điện hỏa tốc cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, yêu cầu các địa phương ven biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tri Cục Thủy sản và Kiểm ngư và các đơn vị có liên quan thực hiện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 6 tháng 9. Ngoài ra, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 16 giờ ngày 6 tháng 9. Theo bản tin khẩn cấp mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3, tên quốc tế là bão Yagi, ở vào khoảng 19,2 độ vị Bắc, 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3, mạnh cấp 16, 184 tới 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây, với tốc độ 15 tới 20 km, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc, 108,3 độ kinh đông, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 tới 20 km h và đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3 ở vào khoảng 21,3 độ vị Bắc, 105,8 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km h suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa ngày 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ tối và đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8 cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10 cấp 12 giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 8 giật cấp 9 cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Sóng biển. Vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7 tới 9 m Vùng gần tâm siêu bão 10 tới 12 m Biển động dữ dội. Từ trưa ngày 6 tháng 9, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 2 tới 4 m, sau tăng lên 3 tới 5 m, vùng gần tâm bão đi qua 6 8 m. Từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2 tới 3 m, sau tăng lên 2 tới 4 m, vùng gần tâm bão 3 tới 5 m. Mưa lớn trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 9, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rông do tác động vành ngoài hoàn lưu bão số 3. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và rông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 tới 350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm ngày 7 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7 tháng 9 đến đêm ngày 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Rông, lốc xoáy Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Chiều ngày 5 tháng 9, tại họp báo thường kỳ trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân trong bối cảnh bão số 3, tức bão Yagi, đang mạnh lên trên Biển Đông và chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện chỉ đạo Bộ ngành địa phương, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt kịp thời hiệu quả công tác phòng ngừa ứng phó với bão với tinh thần phải chủ động phòng ngừa ứng phó ở mức cao nhất. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao tại Philippines, Trung Quốc liên hệ với các cơ quan sở tại để các nước tạo điều kiện cho tàu thuyền Việt Nam trú tránh và hỗ trợ cứu hộ nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao cũng gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc Philippines tại Hà Nội đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng của bạn hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam khi cần thiết, cử người trực 24 trên 24 để duy trì liên lạc với các cơ quan trong nước để ứng phó kịp thời với bão số 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trà kỳ. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc chủ động phòng ngừa sẵn sàng ứng phó kịp thời khẩn trương hiệu quả với bão số 3 và các ảnh hưởng của thời tiết thiên tai cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là chỉ thị số 01 CTUBNZ vào ngày 2 tháng 2 năm 2024 về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn thành phố. Công điện nêu thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết thiên tai để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai sự cố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý, căn cứ tình hình thời tiết thiên tai, các đơn vị địa phương chủ động ra soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và địa bàn phụ trách chú trọng tập trung đến các phương án phòng chống ngập úng nội ngoại thành, phương án chằng chống cắt tỉa, giải tỏa cây đổ ứng phó mưa to gió lớn, phương án chằng chống nhà cửa công trình biển báo, đảm bảo an toàn về người, tài sản và hoạt động sản xuất của nhân dân, phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình đê điều thủy lợi, phòng chống thiên tai, phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có thiên tai sự cố xảy ra công điện cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng công trình tiêu thoát nước các khu dân cư để kịp thời phát hiện các nguy cơ có thể xảy ra sẵn sàng sơ tán có phương án bảo đảm an toàn đối với người dân khu vực nguy hiểm đặc biệt lưu ý đối với các huyện thường xuyên trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang lũ quét sạt lở đất như ba vì sóc sơn thạch thất quốc oai trương mỹ mỹ đức các đơn vị địa phương cũng cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền thanh cấp huyện cấp xã các cơ quan thông tin truyền thông cơ sở tăng cường các hoạt động phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó với rông lốc xét mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tập trung vào các nội dung biện pháp chú tránh, đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai, thông tin cảnh báo nguy hiểm, phòng tránh đối nước điện giật, biện pháp gia cố che chắn, bảo vệ tài sản cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại. Trưa ngày 5 tháng 9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão. Lúc 10 giờ, vị trí tâm siêu bão Soba đang ở vào khoảng 19,1 độ vị bắc, 115,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Với vị trí này, siêu bão cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 490 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 184 tới 201 km/h, giật trên cấp 17. Siêu bão đang di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão giữ nguyên cường độ. Thời điểm 10 giờ trưa mai, siêu bão vẫn giữ cấp 6, giật trên cấp 17, khi còn cách Quảng Ninh 550 km về phía đông Đông Nam. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là phía bắc vị tuyến 16,0 n, kinh tuyến 109,5 e đến 119,0 e. Sau khi đi vào đảo Hải Nam Trung Quốc, gặp ma sát địa hình, siêu bão suy yếu nhẹ. Khi vào đến khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bão số 3 ở cấp 13 giật cấp 16, sau đó bão tiếp tục đi sâu vào đất liền Bắc Bộ. Đáng chú ý, mặc dù bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, nhưng cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia vẫn cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp 4, nghĩa là chưa đến mức rủi ro thiên tai thảm họa cấp 5. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo quyết định 18-2021, rủi ro thiên tai cấp 5, cấp thảm họa chỉ được áp dụng khi dự báo siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên vùng biển ven Bờ, đất liền khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc Bộ, Đông Băng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện bão số 3 đã mạnh lên siêu bão, nhưng bão vẫn đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Khi tiến gần vào đất liền thì dự báo là bão đã giảm cấp.